Mèo gái cũng khác. Cái gì mà gái? Trêu lên mất gầy. Trêu lúc nào? Trêu lại là tôi chưa nhìn thấy. Tức mà quay sang nhìn thấy. Đâu quay sang cho bố trêu lại nào. Chị, à quên, mẹ chưa nhìn thấy. À đây nè. Quay lại bố trêu lại nào. Có đúng bố trêu không? Đánh bố, đấm luôn. Đấm, giơ tay đấm. Hình như vừa con mũi bay ra nhỉ. Quay lại đấm bố đi. Đấm bố đi thì mẹ mới tha cho. Nhanh nhanh đấm bố đi. Đấm đi. Đấm bố nha. Mũi này nó giật mũi bố kìa. Nó giật cho cái mũi giả rụng luôn đi. Mũi giả, mũi thật thế nhỉ con nhỉ. Bố là mũi giả. Mũi giật, mũi đánh bố vậy. Người gái của bố cái. Con gái rượu à? Cái rượu thì mới nít nhỉ. Bố mua cho bố 10.000 bia. Xách chai lon ton chạy đi. Trông buồn cười lắm ấy nhỉ. Đi dép vào. Đội nón mũ vào. Chạy đi mua cho 10.000 bia nào. Thôi ơi. Đòi lẫy á. Làm sao? Lại dở cái giọng gì? Có lên nằm võng không? Trời ơi. Đẹp đi. Kìa đâu con. Ơi ơi sao? Con nói gì cơ? Mẹ chẳng nghe gì cả. Chẳng nghe gì hết. Mông to không lo chết đói. Ok, cẩn thận đập đầu con. Cho nằm đuôi lại đi anh, không đập đầu nó. Thôi khó chịu hoài, ai làm gì khó chịu. Ui giời ơi, cất được rồi á. Giời cái mông kìa. Chưa no. Cụ cứ bảo chẳng thấy EA gì cả. Cụ đang lo lắng rồi đấy. Cái EA vậy. Đâu EA đâu. A em
Cái tiền con.